Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 11 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên trong những tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Song để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10%, những tháng cuối năm tỉnh Điện Biên sẽ quyết liệt chỉ đạo, tập trung nhiều giải pháp phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải quyết các vấn đề tồn đọng. Công trình cầu tạm có trọng tải thiết kế 20 tấn được xây dựng theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên quốc lộ 4H đã hoàn thành, bước đầu đảm bảo giao thông cho tuyến đường huyết mạch nối Điện Biên - Mường Nhé. Để xử lý triệt để tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác, từ hôm qua mùng 10 tháng 9, các nhà mạng đã dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền. Đồng thời, nhiều kênh bán hàng khác cũng đang được các nhà mạng tích cực triển khai nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu Cục Thống kê tỉnh Điện Biên, 8 tháng năm 2023, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 1.100 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Ngay từ đầu năm, để đảm bảo thực hiện tốt việc thu ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các địa phương trên cơ sở dự toán giao thu ngân sách nhà nước tích cực đẩy nhanh tiến độ, huy động các nguồn thu, tăng cường quản lý, điều hành thu chi ngân sách, đồng thời thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp chống thất thu. Theo báo cáo từ Cục Thống kê tỉnh Điện Biên, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 năm 2023 ước đạt gần 190 tỷ đồng. Trong tháng, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn tăng cao như thu thuế thu nhập cá nhân tăng gần 10%, thu phí lệ phí tăng 18%, các khoản thu về nhà đất tăng hơn 80%. Lũy kế 8 tháng năm 2023 ước đạt trên 1.100 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên trong những tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Song để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10%, những tháng cuối năm, tỉnh Điện Biên sẽ quyết liệt chỉ đạo, tập trung nhiều giải pháp phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ các dự án, giải quyết các vấn đề tồn đọng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Trong những tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên đã ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng nổi bật của ngành du lịch. Cụ thể, lượng khách du lịch đến địa bàn trong 6 tháng là gần 63.000 lượt người, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt là khách du lịch quốc tế tăng gấp 10 lần. Doanh thu của hoạt động du lịch đạt gần 1.100 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ. Để duy trì đà tăng trưởng, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã có nhiều biện pháp kích cầu xúc tiến quảng bá du lịch. Một là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch. Thứ hai là trình Hội đồng Nhân dân, để rồi là trên cơ sở nghị quyết của Hội đồng Nhân dân sẽ triển khai thực hiện rất nhiều các cái chương trình dự án liên quan đến cơ sở tầng để mà phát triển du lịch. Thứ ba nữa là tiếp tục quan tâm đến cái việc và đào tạo cái đội ngũ cán bộ cũng như người dân thực hiện cái công tác du lịch này. Cùng với du lịch, trong 6 tháng đầu năm, các ngành sản xuất khu vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng phát triển tương đối ổn định. Khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng gần 2%, khu vực công nghiệp xây dựng tăng trên 15%, khu vực dịch vụ tăng gần 6% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế xã hội còn gặp rất nhiều khó khăn, điểm nghẽn như công tác giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt gần 30% so với kế hoạch đề ra là đến hết quý 2 giải ngân đạt 50%. Các dự án trồng cây mắc ca còn chậm tiến độ. Trước thực trạng trên, tỉnh Điện Biên đang chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương đánh giá những tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai các giải pháp phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra. Chúng tôi sẽ tham mưu cho tỉnh để cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, của tỉnh để có các huyện thị để tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của Trung ương, đặc biệt là ban nhiệm vụ quốc gia. Thứ hai nữa là thúc đẩy hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Thì chúng tôi trong thời gian tới cũng phải tham mưu cho tỉnh ban hành các chính sách về phát triển sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn tới để làm sao có cái cơ hội, điều kiện để thúc đẩy phát triển sản xuất trên địa bàn. Huyện Nậm Bồ phải tập trung thực hiện đồng bộ các cái nhiệm vụ và giải pháp, trong đó là tập trung vào một số các cái nhóm nhiệm vụ như sau. Thứ nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp tập trung vào thực hiện các cái dự án về hỗ trợ sản xuất thuộc nguồn vốn sự nghiệp qua chương trình mục tiêu quốc gia.
Nhiệm vụ thứ hai là tập trung là tổ chức giao đất, có thu tiền dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất để tăng thu ngân sách. Cái nhiệm vụ thứ ba nữa là tập trung vào đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án đầu tư ở trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 10%, từ nay cho tới cuối năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội, tập trung hỗ trợ khôi phục sản xuất, thực hiện đồng bộ linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành kịch bản về kế hoạch tăng trưởng kinh tế để tập trung vào những ngành, những lĩnh vực có khả năng khai thác để thúc đẩy phát triển nhanh hơn, để bù đắp lại cho sự thiếu hụt của những ngành, các lĩnh vực mà khó có khả năng đạt được cái mục tiêu đã đặt ra. Cùng với đó nữa là phải tập trung quyết liệt, sâu sát, chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện hiệu quả và chất lượng các cái chương trình dự án để tăng nhanh đạt được cái tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, kể cả ba chương trình mục tiêu quốc gia. Với các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tỉnh Điện Biên phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Đây sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Điện Biên thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra. Ngày 11 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Y tế do Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại huyện Mường Trà. Sau khi nhận được thông tin kết quả xét nghiệm ngày 26 tháng 8 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, trường hợp bệnh nhân Lò Văn Tương, trú tại bản Pa Ít, xã Hủy Mỹ, huyện Mường Trà, dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Ủy ban nhân dân huyện Mường Trà đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bạch hầu, phối hợp Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, Ủy ban nhân dân xã Quỷ Mỹ và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Mường Trà ghi nhận 3 ca mắc bệnh bạch hầu đang điều trị tại khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện. Sức khỏe 3 ca bệnh ổn định, không để lại biến chứng, huyện không phát hiện thêm ca bệnh mới. Qua kiểm tra thực tế tại bản Pa Ít, xã Hủy Mỹ, đoàn công tác của Bộ Y tế đã đánh giá cao công tác chẩn đoán phát hiện sớm dịch bệnh, công tác dự phòng, khoanh vùng ổ dịch, công tác truyền thông vệ sinh môi trường. Đồng thời nhấn mạnh các cơ sở y tế trên địa bàn huyện cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, phổ biến kiến thức về các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu, giúp người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm mà bệnh bạch hầu gây ra, từ đó chủ động trong việc phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng. Cùng với đó, tăng cường theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly điều trị theo đúng quy định, nhằm khống chế không để dịch bệnh bùng phát, lan rộng trong cộng đồng. Công trình cầu tạm có trọng tải thiết kế 20 tấn, được xây dựng theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên quốc lộ 4H đã hoàn thành, bước đầu đảm bảo giao thông cho tuyến đường huyết mạch nối Điện Biên, Mường Nhé. Sau gần 20 ngày khẩn trương nỗ lực với phương châm 4 tại chỗ, công trình khẩn cấp khắc phục sự cố giao thông do mưa lũ, cây cầu tạm có trọng tải thiết kế 20 tấn đã hoàn thành và thông xe vào ngày 9 tháng 9. Cây cầu tạm này có chiều dài 60m, bề rộng 5m, kết cấu một nhịp ba dầm dọc thép Y-900, hệ thống dầm ngang bằng cọc phán Lasen. Đây là công trình quan trọng đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ 4H đi Mường Nhé và tỉnh Lai Châu, trong khi chờ việc khắc phục xây dựng cầu mới hư hỏng do mưa lũ. Trước đó, do mưa lớn kéo dài trong đầu tháng 8 đã khiến mố cầu Nậm Nhé 2 hư hỏng nặng, mất an toàn giao thông. Ngay sau đó, Sở Giao thông Vận tải Điện Biên xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ Việt Nam tạm dừng khai thác sử dụng cầu. Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Điện Biên báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Cục Đường bộ cho phương án xây dựng đường tạm và cầu tạm, đảm bảo giao thông thông suốt trên quốc lộ 4H. Thưa quý vị và các bạn, Điện Biên là tỉnh có nhiều tiềm năng thế mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như lúa gạo, chè, cà phê, mắc ca, cây ăn quả. Hướng tới xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, tỉnh Điện Biên đã tập trung phát triển nông sản chủ lực gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, đồng thời thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào các dự án liên kết sản xuất, chế biến và bao tiêu sản phẩm.
Đã từ lâu, sản phẩm gạo Điện Biên thơm ngon, nức tiếng xa gần với chất lượng gạo ngon, dẻo, không đâu có được, đã có mặt trên thị trường. Đây được coi là một trong những sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Điện Biên. Để phát triển và nâng cao chất lượng gạo Điện Biên, ngoài việc tăng cường chuyển đổi cơ cấu giống, những năm gần đây, tỉnh Điện Biên cũng chú trọng đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh thực hiện các dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, tăng cường mở rộng vùng sản xuất lúa gạo ổn định an toàn gắn với chuỗi giá trị theo quy trình sản xuất lúa gạo sạch. Trong cái sản xuất lúa gạo của huyện Điện Biên thì chúng tôi đang tập trung vào nâng cao cái chất lượng và giá trị cái thương hiệu gạo của khoảng 4.000 hectare của khu vực Long Chảo, cánh đồng Mường Thanh. Thế thì để mà triển khai được việc đó thì chúng tôi thực hiện song song hai cái nội dung. Đó là một, đó là phải tổ chức sản xuất để quản lý cái sản xuất. Cái thứ hai là cái quản lý về cái chất lượng và thương hiệu gạo. Thế thì và trong cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đang tập trung vào cái bước thứ nhất, đó là cái quản lý sản xuất. Thế rồi quản lý sản xuất thì chúng tôi đang tập trung vào cái khắc phục cái tìm các cái giải pháp để mà khắc phục cái lúa lợn. Còn cái thứ hai nữa là về cái quản lý cái chất lượng thương hiệu gạo. Ngoài sản phẩm gạo, hiện nay tỉnh Điện Biên có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực khác như cà phê, mắc ca, chè tuyết san, dứa, miến rong. Các sản phẩm này đều đạt sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, các nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh chủ yếu được tiêu thụ nội tỉnh, sản xuất chưa gắn với công nghệ chế biến sâu và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Do đó, giá trị và thương hiệu sản phẩm chưa cao. Để phát triển các sản phẩm chủ lực theo hướng hiện đại, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, ngành nông nghiệp cùng chính quyền cơ sở đã tập trung đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng phát triển hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân trong sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Thì trong sản xuất kinh doanh ấy, thì chúng tôi là lúc nào cũng chú trọng đến cái vấn đề về giá trị của sản phẩm, cho nên là tất cả từ cái diện tích mà hợp tác xã quản lý đến liên kết với lại các hộ dân trong thôn bản cũng như là các thôn bản khác thì chúng tôi đều đưa ra một cái quy trình là tương đối là chặt chẽ, là tất cả là đều theo hướng hữu cơ. Thì là chúng tôi đã bắt đầu là kiểm tra từ khâu làm đất cho đến khi thu hoạch, là tất cả đều đảm bảo một cái quy trình tức là tương đối là chặt chẽ. Thì sau khi mà cái mô hình của hợp tác xã đi vào hoạt động thì là cái sản lượng, từ sản lượng cho đến là chất lượng của sản phẩm là được tăng lên rất là nhiều. Trên cơ sở xác định các nông sản chủ lực, ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương đã thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, ứng dụng công nghệ vào sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích tạo cơ chế hỗ trợ, hình thành các mô hình liên kết, hợp tác về sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng chuyên môn hóa, ưu tiên hỗ trợ mua sắm máy móc, thiết bị, công nghệ sau thu hoạch, cũng như đào tạo nhân lực và nâng cao trình độ quản lý. Hỗ trợ cho các sản phẩm này thì căn cứ vào các cái chính sách của trung ương, của tỉnh. Đấy thì chúng tôi cũng đã giúp cho các cái chủ thể và người dân là các cái hỗ trợ đấy để xây dựng cái sản phẩm này. Đấy và cái thứ hai nữa là sau khi mà các cái sản phẩm này đã được tỉnh công nhận đạt OCOP 3 sao, 4 sao ấy, đấy thì chúng tôi cũng lồng ghép các cái chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp để ưu tiên vào cái cho các cái hỗ trợ cho các chủ thể cũng như là người dân để nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm OCOP này, cũng đồng thời là cũng hỗ trợ một phần để cho cái việc xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, rồi thì một cái đặc biệt quan trọng nữa đó là chính là cái tham gia vào các cái chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Hiện nay huyện đang tập trung chỉ đạo phòng nông nghiệp rồi các chủ thể có cái sản phẩm là sẽ tiếp tục thực hiện cái sản phẩm OCOP này, và tinh thần là các sản phẩm OCOP này là phải là phát triển bền vững, triển khai rồi xúc tiến thương mại rồi đảm bảo hàng hóa để cung cấp ra thị trường. Ngoài ra thì các chủ thể mà có các cái sản phẩm OCOP này thì cũng phải tìm kiếm thị trường rồi nâng cao cái chất lượng cái sản phẩm. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã hình thành các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực, nhiều sản phẩm sản xuất theo chuỗi đem lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất và bảo đảm thực phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 54 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, được sản xuất với gần 30 chủ thể sản xuất. Các sản phẩm OCOP đã đóng góp tích cực vào xóa đói giảm nghèo và kết quả tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh. Chuyển sang những tin tức khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Academy đã làm việc với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Điện Biên. Đoàn gồm những kiểm định viên có uy tín, nhiều kỹ năng kinh nghiệm về quản lý giáo dục nghề nghiệp, kiểm định và đánh giá, do Thạc sĩ Trần Văn Giáp, nguyên hiệu trưởng trường Cao đẳng Hàng hải 2 làm trưởng đoàn. Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và tiến hành nghiên cứu khảo sát đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 27/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội như hoạt động đào tạo, nhà giáo, cán bộ quản lý, chương trình giáo trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, giám sát đánh giá chất lượng. Dự kiến đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ làm việc với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên từ ngày 11 tháng 9 đến 17 tháng 9. Để chuẩn bị cho đợt đánh giá lần này, trong thời gian qua, nhà trường luôn đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, thường xuyên tổ chức tự đánh giá để không ngừng cải thiện năng lực quản trị, quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao. Thưa quý vị, trong những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được phát động và có sức lan tỏa rộng khắp trên toàn tỉnh. Qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình nông dân làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu như mô hình phát triển kinh tế của gia đình ông Mùa Xua Thảo ở bản Ten Hon, xã Tỉnh Phong, huyện Tuần Giáo. Ông Mùa Xua Thảo ở bản Ten Hon, xã Tỉnh Phong, huyện Tuần Giáo kể, ngày trước, gia đình đông con, cả nhà chỉ trông chờ vào diện tích ít ỏi trồng ngô, trồng sắn, nên lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ăn. Từ năm 2016, khi thấy một số hộ dân đưa cây thảo quả về trồng, dù chỉ nghe nói là có hiệu quả kinh tế cao hơn cây ngô, cây sắn, nhưng ông vẫn đánh liều trồng thử, không ngờ đã đem lại hiệu quả. Từ chỗ chỉ có vài trăm mét vuông, nay ông đã phát triển lên 3 hectare. Ngoài trồng thảo quả, ông còn trồng thêm táo mèo, cây thông, cây dổi lấy hạt và trồng thêm ngô, lúa và đầu tư nuôi bò sinh sản. Trước kia thì gia đình mình là rất khó khăn. Hộ nông dân là mới cho mình đi tham khảo, đi lấy sương mua hành của các xã khác. Về là mình sẽ quyết định về làm. Mình phải vay nhà nước khoảng 50 triệu tiền để đầu tư, ý mua giống bò này, lấy xây dựng chuồng chạy cho bò hay là trồng cỏ cho bò ăn. Đấy, bây giờ thì mình gia đình mình cũng là có một số cũng tính ra là cũng thừa lợi hết rất nhiều rồi. Mô hình phát triển kinh tế của ông Thảo còn phát triển nhiều loại vật nuôi như trâu bò, chăn nuôi gà, ngan, cá và trồng rau. Đến nay gia đình ông đang nuôi gần 20 con trâu bò và hàng trăm con gia cầm. Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, ông Thảo đã vừa học vừa làm để tích lũy kinh nghiệm. Nhờ đó mà mô hình kinh tế tổng hợp đã giúp gia đình ông vươn lên thoát nghèo. Mỗi năm gia đình ông có thu nhập gần 200 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Trên địa bàn xã Tinh Phong thì có 5 người có uy tín. Trong đó thì có đồng chí ông Mùa Xua Thảo ở bản Ten Hon, xã Tinh Phong. Ông là một người gương mẫu trong cả cái việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như là cụ thể hóa bằng cái việc là phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Với bản thân ông là lúc nào cũng gương mẫu đi đầu trong cái việc đó là tham gia các cái mô hình phát triển kinh tế như trồng cây, làm trang trại, chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó thì ông là một người là rất là tâm huyết trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, không chỉ cho gia đình mà cho tập thể bản rồi xã. Với vai trò là người uy tín của bản, ông Mùa Xua Thảo thường xuyên tham khảo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, kết hợp tuyên truyền, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, hiến đất, làm đường giao thông nông thôn, chuyển đổi cây trồng vật nuôi. Ông Thảo còn thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm cho người dân về kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí thì cũng là một người là rất là uy tín của trong bản Tiên Hon. Trong đó đồng chí cũng đã tuyên truyền các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với bà con nhân dân, về vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế xã hội, làm an phát triển kinh tế xã hội, sau đó giảm nghèo.
Bằng tinh thần tự lực vươn lên, ông Mùa Xua Thảo là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế để người dân tại địa phương học tập, làm theo. Thưa quý vị và các bạn, để xử lý triệt để tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác, từ ngày hôm qua mùng 10 tháng 9, các nhà mạng đã dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền. Đồng thời, nhiều kênh bán hàng khác cũng đang được các nhà mạng tích cực triển khai nhằm tạo thuận lợi cho khách hàng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tìm mua SIM ở nhiều đại lý nhưng không mua được do các đại lý đã ngừng bán SIM từ hôm qua mùng 10 tháng 9. Anh Phạm Văn Cường, phường Hiêm Lam, thành phố Điện Biên Phủ đã đến cửa hàng của Mobifone để được hỗ trợ. Theo anh Cường, việc đăng ký SIM tại cửa hàng của nhà mạng mang lại nhiều tiện ích hơn nhiều so với hình thức mua SIM qua đại lý như trước đây. Mình thì cũng có đi qua một số cửa hàng ấy, mình tham khảo, mình xem thì nhưng mà các bên thì các cửa hàng thì báo là không bán nữa. Đó, thế là mình cũng qua bên này. Được cái sau bên này thì nó thuận tiện là mình được tham khảo, được xem các loại số. Đó, thì nó cũng với lại ngoài ra được đăng ký chính chủ luôn. Nên mình thấy khá là thuận tiện và được lựa chọn nó được nhiều cái số nó ưng ý mình hơn. Theo thống kê từ các nhà mạng, trên địa bàn tỉnh Điện Biên có khoảng 80% SIM được phát hành qua kênh đại lý, 10% trực tiếp từ nhà mạng và 10% qua kênh chuỗi như các hệ thống bán lẻ điện thoại lớn. Cụ thể, nhà mạng Mobifone có khoảng 50 đại lý phát hành trên 400 SIM trên tháng. Nhà mạng VNPT có trên 160 đại lý phát hành gần 1.500 SIM trên tháng. Nhà mạng Viettel có hơn 220 đại lý phát hành hơn 5.500 SIM trên tháng. Để xử lý dứt điểm tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác, theo quy định mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ hôm qua mùng 10 tháng 9, các nhà mạng dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền. Nhằm thay thế kênh bán qua đại lý và tạo thuận lợi cho khách hàng, bên cạnh phương thức mua trực tiếp tại các quầy dịch vụ của các nhà mạng, cả ba nhà mạng là Viettel, Mobifone và Vinaphone đều đang phát triển vận hành kênh phân phối SIM chính chủ trực tuyến trên môi trường số và qua các kênh hotline. Đăng ký trả sau đối với ai ở bên VNPT, Vinaphone thì làm tức là khách hàng có thể chọn số online và tại các điểm ví dụ như là các điểm khách hàng chọn số thì sẽ đăng ký online này và sẽ có nhân viên địa bàn ở các điểm sẽ đến giao SIM đến tại nhà cho khách hàng. Khách hàng đăng ký trả sau. Khách hàng ở các vùng xa thì là cũng vẫn hỗ trợ như là bán hàng online, tức là không có mạng thì bà con có thể là gọi theo cái số hotline của tổng đài để có nhân viên địa bàn sẽ tới tận nơi để giao SIM và cho khách hàng chọn số phục vụ để đăng ký SIM theo đúng tiêu chuẩn. Việc dừng bán SIM qua kênh đại lý và điểm bán ủy quyền, đồng thời đẩy mạnh phát hành, cung cấp SIM trực tuyến, được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch cho thị trường, góp phần xử lý triệt để tình trạng SIM không chính chủ, SIM rác, tạo ra sự tiện lợi, nhanh chóng cho người dân khi tham gia vào xã hội số. Tối ngày 10 tháng 9, Ủy ban Nhân dân xã Búng Lao phối hợp với Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an huyện Mường Ảng tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1, bản Quyết Tiến, xã Búng Lao. Đây là đơn vị làm điểm của huyện Mường Ảng. Với tình huống giả định tại kho chứa đồ của một đại lý bán vật liệu xây dựng, thiết bị điện nước xảy ra cháy, ngay sau khi nhận tin báo của người dân và chuông báo động, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1 đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ như ngắt điện, phá cửa, tìm kiếm nạn nhân, xử lý đám cháy bằng bình chữa cháy cá nhân. Tổ đã phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy cấp xã, các đơn vị liên quan huy động thêm lực lượng để dập tắt đám cháy. Buổi thực tập được tiến hành dưới sự tham gia chứng kiến của nhiều người dân trên địa bàn đã tác động tới nhận thức trách nhiệm của người dân, lực lượng tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ ban đầu. Qua đó góp phần kiềm chế xảy ra cháy và thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ngày 10 tháng 9, huyện Tùa Chùa đã chỉ đạo Công an huyện, Ủy ban Nhân dân, thị trấn tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 5, Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tùa Chùa, huyện Tùa Chùa. Với tình huống giả định xảy ra cháy tại tầng 1, khu bán hàng với diện tích 50m2, mặt ngoài ngôi nhà một hộ gia đình ở Tổ dân phố Đồng Tâm, thị trấn Tùa Chùa, huyện Tùa Chùa. Khi phát hiện ra cháy, chủ nhà đã lập tức ấn chuông báo cháy, đồng thời hô hoán cho mọi người biết để hỗ trợ. Sau khi nghe chuông báo cháy, các hộ dân trong tổ liên gia khẩn trương mang theo các trang thiết bị, phương tiện được trang bị tại gia đình, tham gia cứu nạn, chữa cháy, di chuyển tài sản.
đồng thời thông báo cho lực lượng chức năng tới hiện trường xử lý đám cháy, cấp cứu nạn nhân. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Tuần Giáo vừa lập chiến công xuất sắc, phá thành công chuyên án 923Q, bắt 3 đối tượng, thu gần 3.000 gram ma túy tổng hợp. Vào hồi 16 giờ 5 phút ngày 5 tháng 9 năm 2023, Công an huyện Tuần Giáo phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang Lường Văn Quý, sinh năm 2006, trú tại bản Trấng, xã Quẻ Tở, huyện Tuần Giáo, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm gần 3.000 gram ma túy tổng hợp và một xe máy nhãn hiệu Eplet. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo triệu tập Lò Văn Long, sinh năm 2003, trú tại bản Vánh 2, và Lò Văn Hải, sinh năm 1999, trú tại bản Vánh 3, xã Trường Đông, huyện Tuần Giáo, có liên quan đến số ma túy trên. Ngày 9 tháng 9 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuần Giáo ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lường Văn Quý, Lò Văn Hải và Lò Văn Long về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Tuần Giáo đã khen thưởng kịp thời cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện phá thành công chuyên án 923Q. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.